Với người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam, Premier League chắc chắn là một trong những giải đấu mà nên sức hút lớn nhất về độ hấp dẫn, sức cạnh tranh giữa các câu lạc bộ. Những ngôi sao liên tục cập bến xứ sương mù để tỏa sáng trên bầu trời bóng đá nước Anh. Có một điều không thể phủ nhận, qua thời gian, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đã mặc định Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất. Thậm chí đôi lúc, người ta còn thấy nó có sức hút còn mạnh hơn cả Champions League và đứng ngang hàng với những Euro hay World Cup về độ hot. Ở những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, các thế hệ đi trước như ông bà, chú bác, ba mẹ của chúng ta đã được biết đến sự tồn tại của những giải đấu bóng đá lớn ở châu Âu, và Premier League là một trong số đó. Tuy nhiên, thời điểm đó kinh tế còn chưa phát triển, Việt Nam chỉ vừa thoát khỏi hệ thống bao cấp, nên việc được theo dõi bóng đá Anh qua vô tuyến là một điều vô cùng xa xỉ. Đôi lúc, trong cả một con xóm nhỏ, hóa may, chỉ có một gia đình là có một chiếc đài radio. Và thế là cứ tối đến, cả xóm lại tụ tập ngồi quanh chiếc radio đó để nghe tin tức của những trận đấu được bắt sóng xa xôi từ xứ sương mù. Kể từ mùa giải 98-99, ngoại hạng Anh chính thức lần đầu tiên được phát sóng trực tiếp ở Việt Nam trên VTV3 và nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều thế hệ khán giả. Đi kèm với đó là sự cập bến của những giải đấu khác như Champions League, Serie A. Với sự hấp dẫn của bóng đá Anh, nó đã khiến bao nhiêu thế hệ yêu bóng đá ở Việt Nam mê mẩn trong từng đường bóng của các cầu thủ nổi tiếng qua màn ảnh nhỏ. Khoảng thời gian hơn 10 năm được theo dõi ngoại hạng Anh gần như miễn phí thông qua các kênh truyền hình quảng bá đã hình thành thói quen với khán giả Việt. 2007 là một năm bước ngoặt trong câu chuyện bản quyền truyền hình ngoại hạng Anh ở Việt Nam. Khi đó, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã chi ra 3,9 triệu đô để mua bản quyền trong 3 mùa giải từ 2007 đến 2010 từ công ty ESS, ESPN Star Sport. Trong đó, số tiền cho mùa 2007-2008 là 1,2 triệu đô. Các mùa sau tăng thêm 10%. Trong 3 mùa giải này, người hâm mộ Việt Nam muốn xem Premier League phải bỏ tiền mua đồ thu kỹ thuật số của VTC và trả tiền thuê bao hàng tháng. Tuy nhiên, như vậy chưa là vấn đề gì khi VSTV xuất hiện vào năm 2010 và muốn nhảy vào thị phần bản quyền thể thao còn rất mới mẻ này. Thời điểm mà MP Silva vượt mặt ESS thắng thầu bản quyền truyền hình ngoại hạng Anh tại Việt Nam trong 3 mùa giải từ 2010 tới 2013, công ty của Ý chi ra 13 triệu đô và thu về khoản lãi gần 6 triệu đô sau khi bán lại cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam. Quay trở lại vào tháng 6 năm 2009, Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam VCTV cùng với Canal Plus Group thuộc tập đoàn Canal Plus công bố thành lập liên doanh Tổng Công ty Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam VSTV. Với sự hợp tác này, dịch vụ truyền hình số vệ tinh DTH của VCTV sẽ do công ty VSTV K cộng quản lý. Liên doanh VSTV K cộng sẽ sử dụng đường truyền của vệ tinh Vinasat 1 để đưa truyền hình DTH đến vùng sâu vùng xa, những nơi đường truyền cáp không thể vươn tới hoặc có chất lượng không tốt, giá thành còn cao. Ngoài ra, VSTV K cộng cũng đã thực hiện lộ trình tăng kênh. Cuối năm 2009, số lượng kênh trên DTH đã tăng lên 39 kênh. Ngày 12 tháng 1 năm 2010, VSTV công bố tên thương hiệu mới cho dịch vụ truyền hình số vệ tinh K cộng. Cụ thể, K cộng phải chia ra 9 triệu đô, chưa tính phí kỹ thuật và VAT, để mua độc quyền các trận ngoại hạng Anh đá vào ngày Chủ nhật và các trận không độc quyền đá vào các ngày còn lại trong tuần. VTV Cup tốn 2 triệu đô la để mua gói các trận không độc quyền. MP Silva đúc túi thêm 4,5 triệu đô khi bán gói các trận không độc quyền cho SCTV với mức phí 2 triệu đô. Đài truyền hình Hà Nội và đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gói 2,5 triệu đô. Và thế là VSTV hay còn được gọi là K cộng chính thức xuất hiện vào năm 2010 và độc quyền phát sóng ngoại hạng Anh trên hệ thống của riêng mình với mức giá được xem là cắt cổ thời điểm đó, 250.000 đồng một tháng, chưa kể chi phí mua đầu thu và lắp đặt. Một làn sóng phản đối từ phía dư luận diễn ra vô cùng mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều cơ quan báo đài, các hội cổ động viên, các chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình và bóng đá. Lý do là bởi trước đây, người hâm mộ Việt Nam đã quá quen với việc xem ngoại hạng Anh miễn phí. Điều đó kéo dài tạo nên một thói quen cho người dân Việt Nam. Để rồi đến một ngày, khi thứ mà họ từng được xem miễn phí, giờ đây phải bỏ ra mức giá khá cao để có thể xem được. Làn sóng phẫn nộ là điều khó có thể tránh khỏi, khi cả người hâm mộ lẫn truyền thông đều chỉ múa dùi vào ca cộng. Từng có một khoảng thời gian dài, các cổ động viên Việt Nam đã lập ra những fanpage trên Facebook để kêu gọi tẩy chay ca cộng. Thậm chí còn có phương án viết đơn kiến nghị đài truyền hình này lên chính phủ để đòi lại công bằng cho những người hâm mộ bóng đá chân chính.
Thế nhưng theo năm tháng, sự phản đối ca cộng đã dịu dần và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dần chuyển đổi, thích nghi với việc theo dõi bóng đá châu Âu trả phí bản quyền. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2016, do một tờ báo điện tử lớn thực hiện, 55% độc giả ủng hộ ca cộng là đơn vị đứng ra đàm phán mua bản quyền truyền hình Premier League 3 mùa từ 2016 đến 2019. Trội hơn so với con số 41% ủng hộ VNPay TV, một đối thủ khác của ca cộng khi đó. Sau nhiều năm phát triển ở thị trường Việt Nam, ca cộng là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vẫn trung thành với chiến lược lấy khác biệt về chất lượng nội dung làm mũi nhọn. Theo tiêu chí, ca cộng muốn đến với khách hàng bằng chất lượng và giữ khách hàng bằng uy tín của mình. Do ông Cao Văn Liết, tổng giám đốc truyền hình số vệ tinh Việt Nam chia sẻ. Tuy nhiên, để có được nguồn nội dung tốt cho người xem, bản thân ca cộng phải mua bản quyền truyền hình từ các đài truyền hình lớn trên thế giới hoặc tự đầu tư sản xuất nội dung. Đối với phương pháp tự đầu tư phát triển nội dung, nhà cung cấp sẽ có những chương trình thuần Việt gần gũi hơn với người xem truyền hình. Nhưng để sản xuất một chương trình có chất lượng xứng tầm với các chương trình quốc tế vốn không hề đơn giản. Để làm một nội dung truyền hình tốt, nhà sản xuất phải chịu gánh nặng rất lớn về kinh phí, chưa tính tới giới hạn về khả năng, kỹ năng làm truyền hình của Việt Nam. Các nội dung truyền hình được phát rộng rãi trên thế giới vượt trội hơn ở điểm này, khi kinh phí đầu tư sản xuất sẽ được chia sẻ bằng việc bán bản quyền phát sóng cho nhiều đơn vị ở nhiều nước khác nhau. Ở các nước phát triển trên thế giới, bản quyền truyền hình là một luật chơi rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, thị trường truyền hình trả phí ở Việt Nam chỉ mới hình thành và phát triển trong vài năm qua. Ca cộng là một trong những người tiên phong và họ cũng cần những bước tiến mạnh mẽ để tạo dựng vị thế. Giai đoạn 2010-2013, ca cộng đã chi đến chục triệu đô để sở hữu bản quyền Premier League. Đến giai đoạn 2013-2016, 2016-2019, con số này lần lượt tăng lên 33,5 triệu và 46 triệu đô. Và giai đoạn hiện tại, từ mùa giải 2019-2022, ca cộng cũng được cho là phải bỏ số tiền rất lớn để sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh. Bởi trước đó Facebook từng tuyên bố chi đến hàng trăm triệu đô để phát độc quyền giải này tại Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư của ca cộng cũng bị ảnh hưởng nặng bởi nạn xem lậu, vi phạm bản quyền ngày một phổ biến. Ngoài sự cạnh tranh từ thị trường trong nước, ca cộng cũng đang bị đe dọa bởi các dịch vụ cung cấp nội dung xuyên biên giới như Amazon, Facebook. Các công ty lớn này có công nghệ, tài chính vượt trội, nhưng không phải chịu sự điều chỉnh của quy định cấp phép kiểm duyệt nội dung. Mặc dù được cho là thua lỗ trong giai đoạn Covid-19, ca cộng vẫn phải tiếp tục tăng đầu tư nội dung với chi phí bản quyền ngày một cao và đầu tư vào công nghệ để cạnh tranh với các đối thủ khác. Và việc sở hữu bản quyền phát sóng ngoài hạng Anh chính là yếu tố sống còn với nhà đài. Khi đa phần khách hàng đăng ký thuê bao ca cộng để được xem giải bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh, ca cộng có thể sẽ mất bản quyền Champions League, La Liga. Thế nhưng với ngoại hạng Anh, họ sẽ làm mọi cách để giữ cho giải đấu này được sống. Chất lượng các chương trình ngày một được cải thiện, mức giá giảm chỉ còn một nửa so với ban đầu là 125.000 đồng một tháng, cộng với các biện pháp kiên quyết chống vi phạm bản quyền là những nguyên nhân chính khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam dần chuyển sang xem ca cộng. Nếu so sánh với những đài truyền hình khác ở Việt Nam phục vụ thể thao như FPT, VTV Cup, SCTV hay VTC, ca cộng vẫn được khán giả Việt ưa chuộng hơn về chất lượng bình luận viên, về những chương trình sáng tạo được tạo ra để phục vụ đam mê trái bóng tròn của khán giả cả nước. Chính vì không ngừng cải thiện và nâng cấp về mặt chất lượng cũng như dịch vụ, ban tổ chức ngoại hạng Anh cũng khá hài lòng về cách ca cộng xây dựng đội ngũ phát triển nội dung cho những chương trình xoay quanh giải đấu của họ ở Việt Nam. Minh chứng rõ nhất của điều này là việc ban tổ chức ngoại hạng Anh đã trao cho ca cộng quyền phát sóng độc quyền toàn bộ giải đấu trong 3 mùa giải từ 2022 đến 2025. Toàn bộ 380 trận đấu mỗi mùa sẽ được phát trực tiếp trên sóng độc quyền của các kênh ca cộng. Không chỉ dừng lại ở mảng truyền hình vệ tinh đơn thuần, các trận đấu Premier League sẽ được ca cộng phát sóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam trên các nền tảng rộng rãi nhất hiện nay thuộc mọi hạ tầng, bao gồm truyền hình vệ tinh, IPTV, truyền hình Internet, truyền hình cáp, ứng dụng trên các thiết bị di động và sắp tới là cả trên Smart TV. Highlight của các trận đấu cũng sẽ được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của ca cộng và Facebook. Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền phát sóng trọn vẹn giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh, ca cộng cũng mang tới các chương trình đồng hành hấp dẫn do chính họ tự sản xuất như đội tuyển tôi yêu, tạp chí ngoại hạng Anh, câu lạc bộ của tôi, góc nhìn huyền thoại, sa bàn, thứ bảy ngoại hạng, Super Sunday. Người hâm mộ sẽ có thể tận hưởng một bữa tiệc ngoại hạng Anh đúng nghĩa khi chọn ca cộng. Việc thức thời phát triển đa nền tảng mạng xã hội, đẩy mạnh lên kỹ thuật số chứ không bó buộc vào TV truyền thống, đã giúp ca cộng ngày một tiếp cận với nhiều khán giả trẻ hơn,
và từ đó tiếp tục khẳng định vị thế khi là đơn vị mở ra đế chế bóng đá Anh tại Việt Nam trong suốt 12 năm qua. Đồng hành cùng quý khán giả trong 3 mùa giải Ngoại hạng Anh tiếp theo từ 2022 đến 2025. Trọn vẹn 380 trận đấu hấp dẫn mỗi mùa giải trên các nền tảng truyền hình và ứng dụng thiết bị di động. Trọn vẹn highlight và tổng hợp trước sau mỗi vòng đấu. Trọn vẹn trên các nền tảng truyền hình số vệ tinh K cộng và K cộng Sport. K cộng luôn có Ngoại hạng Anh.